Đây cái áo màu xanh tiger nè anh ơi. Trái đèn này chưa đăng bán nữa nè. Trái đèn dây điện bóng đinh chưa đăng bán nữa. Áo là áo không có trái đèn này, gỡ keo ra cái phần trên nó còn dính keo nữa nè. Này trái đèn này đẹp nè. Đưa về bắt máy số đẹp nè. Yếm lường này đẹp nè. Google còn dính keo nữa nè. Chưa có hết nữa nè. Zin đẹp nè, không gãy nè. Bả vai này có gãy nè. Gãy mắp nè. Bả vai này ba mắp gãy hết nè. Hàng cái mắp ra được. Bàn thờ gãy mắp này nè. Gãy bên đây nữa. Mà cha trên đây thì còn liền ha, trên đây bên gãy bên còn nè nè. Đó. Nước sơn ghim đẹp. Này hàng lại, áo nó về hàng lại được. Bờ cổ đẹp nè. Đó, nước sơn ghim sáng giới luôn. Rồi gãy mắp. Bên đây gãy mắp nữa. Sơn ghim sáng giới luôn. Cặp ba dây, cặp ba ốp sườn rất đẹp luôn. Ốp sườn sơn ghim gỡ keo nha. Rất đẹp luôn. Rồi mắp bên trong coi. Mắt bên trong này ok, cái này ok không gãy. Cái này ok luôn, không gãy luôn. Rồi cặp bắp sườn quá trời đẹp luôn. Chỗ nào? Nứt ở đây. Nứt này nó hàng ở trong á, sửa ngay ngắn đàng hoàng là hàng trong đây nè. Tách đời 2002 zin nè. Áo zin dày. Tầng này là cốp bình ắc quy đâu á, chỗ đó đó. Đẹp quá trời luôn. 2002 zin theo xe. Bên đây cũng cốp chỗ bình ắc quy ngang qua nè. Cái này gãy người ta có hàng lại nè lúc trước nè. Mỏ dè. Mỏ sơn zin. Còn này miếng keo chưa dán, miếng keo chưa lọt, miếng keo này lọt ra đẹp nè. Ba cái bát bên trong còn nguyên. Đó, ba cái lỗ quan trọng, ba lỗ đó, mỗi giày này còn đẹp ok, mỗi giày này gỡ keo là ok nè. Còn keo. Ẩm anh pha. Thì nó bởi cái này nè. Bởi ấm lường nè, cặp bẩn gió. Gió sơn zin đẹp sáng. Rồi gãy gót nè, nứt gót đây nè. Nứt gót cái đây. Này giống cái mua gùa quá trời. Mua gùa có ô long quy quá ha. Rồi hai này gãy hai gót hai bên nè. Em gãy ở đây nữa. Bởi chỗ này nè. Và miếng nhám. Rồi mặt trái là còn im hết trơn. Mặt trái còn im hết trơn. Rồi cái áo này bán rẻ thôi, 600 ngàn đi. Không có đầu đèn nha. 600 ngàn. Không bao ship nha bà con, cô bác hay. Không bao ship. Rớt bóng nhan ra nữa nè. Trời ở bể này luôn à. Gáo đèn pha này nữa, tháo ra bán riêng đi. Dây điện đèn pha còn riêng nữa. Còn riêng lại trong cái dàn khè nè. Mình nhìn vô đầu riêng biết cái dàn khè nó đẹp lắm. Nè ha. Còn đầu lô nhìn vô tới mét là biết liền. Kiếm cái thùng bỏ vô đây kìa, áo này bán 600 ngàn thôi.